ra biển đi. Nhân ảo thuật biến hình ra được cái lực. Giờ thời tiết đã rất là mát mẻ ở ngoài đây. À, ánh sáng rất là tuyệt vời. Hai đứa đi kiếm cái gì đó ăn nha. Ngân tỉnh chưa? Vô ăn nữa mới tỉnh. Vô ăn nữa mới tỉnh. Rồi lên đây. Chị ơi, chị có làm video kỷ niệm không ạ? Có em ạ. Chị chạy từ từ thôi nha, coi chừng rớt vú nha chị. Rớt thì bỏ vô lại chắc sao đâu. Gặp trường hợp đó em sẽ trả lời sao? Nghĩ làm sao nó dính vô da, nghĩ làm sao rớt rồi. Đi lên trên luôn. Đâu? Nói thử coi. Hay quá ha. Hay quá ha. Set up ăn. Ăn một chỗ. Ô, hai đứa mình không chịu may dép luôn. Ủa? Cuối cùng là dép giày mình để đó hả em? Đúng không? Bây giờ là được 3 giờ chiều và bây giờ mới nấu xong đồ ăn. Chị đi từ từ thôi nha, đừng coi chừng bị rớt ra nha chị. Trả lời sao? Cái gì rớt? Chị chạy từ từ coi thấy vú trò rớt vú rồi giờ. Vậy thôi đó, trả lời hiền vậy thôi đó hả? Đúng rồi. Nói tập sao? Lại thấy con chó, thế là đòi đi bắt chó, đòi đi nựng chó. Không, nó không cho tụi nhỏ bú nữa. Đó, tụi bay không cho bú nữa nha. Không được bú nữa nha. Không có bắt đi đâu mà lo, thấy chưa? Mẹ la mà cứ bú kìa. Cắn cắn gãi gãi cho đó. Hai đứa nó liều quá. Tại nó nhai. Ngay vú đau quá. Lì quá ha. Ở đây con. Đi lấy đồ ăn, ăn cho có sữa cho con bú ha. Ha. Ờ, tụi nó đè vô nó nhai vú. Đấy chưa, bị le đó. Mày gừ cho tao sợ cho chứ. Hiền lắm. Cái bè này. Bà này, bà này. Bà này thôi. Thôi coi đâu mẹ con.
đường rồi. Trời ơi bà, bà nút nghe cái tiếng nè. Nghe chưa, bị la rồi kìa. Đi ra ngoài chơi con. Ở đây con. Đây. Bé. Đây, chú Quang sẽ bồng một bé đi chơi. Và bé kia chạy theo đòi con lại. Con sướng không? Có chú Quang bồng đi chơi con sướng không? Đây là bãi biển nè. Mát, yên tĩnh. À ta, thương thương hung hung nữa chứ. Thương thương hung hung nữa. Con chưa? Trời ơi mọi người thấy không? Mọi người thấy chó không? Cưng quá, thương quá. Còn bà kia không biết con bả không mà bà qua bà bú sản. Như bú đúng sàn, rồi. Bú sản không có, con đang bú sản. Kìa, trời con này nó lo quá nè. Thương cảm... con gì đâu luôn á. Chăm từng ly từng tí luôn. Bởi vậy mà mấy bạn mà bắt chó là một tội ác. Ăn thịt chó là một tội ác. Chính xác. Đấy á con. Tự nhiên cứ chị vậy. Người ta quay đẹp trai tự nhiên. Người ta quay đẹp trai, người ta đi húng hờ là thấy đẹp rồi. Chị cứ chị đi. Thank you.
Trời ơi, con gái gì đi mà ngủ quên rồi để gió máy đồ nó thổi tùm lum tà la hết lên đây. Đi cái cảnh người ta đang đẹp lồng lộng như thế này không ngắm mà lại đi ngủ hả? Khi nào có đồ ăn thì kêu em dậy. Ồ, cái anh này anh đang làm dừa cho mình ngon ghê chưa nè. Chỗ này là Mayroot Beach Bar, một trong những cái nơi có một cái view tuyệt hảo. Mặc đồ dễ thương không? Đây, mình sẽ đi vô cho các bạn xem Mayroot Beach Bar. Ở đây có một cái anh đang làm dừa cho mình. Yeah. À. Rồi. Nó cái tay anh quấy là mình rút cái tay dừa ra. Đó, cắt. Đóng hai cái lỗ. Mới có cái hơi. Có thể ngoài đây là gió quá mấy bạn không nghe được tiếng, nhưng mà đây cảnh rất là đẹp. Đây là cảnh tượng mà mình đang nằm dưới bóng dừa. Bóng dừa lả lơi là có thiệt thưa các bạn. Và đây là cảnh view của mình. Wow. Ồ, thật là yên tĩnh, sướng quá đi. Còn đây là con bé nó đi thưởng thức biển là nó sẽ như vậy. Bạn ơi, bạn thưởng thức biển kiểu gì? Bạn đi bạn nhậu rồi bạn xỉn rồi bạn uống gì từ lưa rồi bạn ra đây bạn nằm chèo queo bạn ôm cái điện thoại. Lát chiều mát mát thôi rồi quay mình nha. À, thấy biển trong đẹp không? Đẹp, xuất sắc. Thấy biển xanh xuất sắc không? Xuất sắc luôn. Quá xuất sắc. Ánh sáng rất đẹp. Còn đây là cái view của mình. Và cái bạn này, trời ơi, cái bụng, đó, một bãi biển vắng và dưới bóng dừa lả lơi là có thật nha mấy bạn. Hát gì bóng dừa lả lơi? Thì cái bài hát mà người ta ghi vậy. Hát thử coi. Chiều là nắng dưới bóng dừa lả lơi, hay nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu bắt trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em phiêu bút biên văn. Mình sẽ sống những ngày nắng. Đừng quen, nó trôi cái mắt của em. Đi chưa? Suốt ngày gào lên. Ghi trôi mày đi cho. Ôi trôi trôi mày trôi trôi trôi. Ô, đã chưa? Nào, cô bé lãng mạn nào. Ô, cô bé Zigan lãng mạn. Nào, ô. Lung cận vô những cái mặt sau sao sao đẹp không gợi cảm. Mặc nguyên bộ đồ đẹp chưa, cái khăn đẹp chưa. Quang sẽ minh chứng cho các bạn thấy rằng là Quang quen bé Ngân là giúp ích cho cái trái đất này nó bình yên ra làm sao. Bây giờ các bạn tưởng tượng đi, nếu mà người đàn ông lạ đi, thí dụ mình đi trên bãi biển, mình tung tăng ngõ nghẽn vậy mà mình gặp
con bé Ngân mà nó không có bạn trai, nó không được sở hữu của ai hết đó, thì bắt đầu bộ dạng của nó sẽ như thế nào? Bây giờ Quang cho các bạn thấy ở cái góc view của Quang nha. Đó, Quang đi lại nha. Ví dụ Quang đi cái bộ mặt của Quang ở góc máy này. Quang đi nha. Nhìn qua nhìn thấy cô bé. Wow, bé nó nhìn mình gì ta. Rồi bây giờ ở một cái góc máy mà các bạn nhìn thấy mặt bạn Ngân như thế nào, Quang sẽ đi lại cho các bạn xem nha. Bây giờ lật camera lại nè. Mình đi tung tăng, mình nhìn ra biển. Ồ, cảnh biển hôm nay đẹp quá. Ồ, mình nhìn tự nhiên thấy có một con bé. Hả? Em kêu anh hả? Có, anh ngồi đây được không? Được, anh tha cho em luôn. Ok, anh ngồi đây tha cho em nha. Em đi mình hả bé? Đúng rồi, đi mình. Bé đi mình các bạn. Chung với em hết trơn. À. Anh tha giùm trên ngực em nha. Tha chỗ nào? Trên ngực nè, thọt tay vô áo em tha nè. Nói tầm bay tầm bạ. Lịch lạc rồi nha chưa? Cua chai cho nó thực tế. Thu tiền vừa kìa. Dạ, bao nhiêu ạ? Em chào anh chị. Em là nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang, và cũng là người thầy dạy hát. Đặc biệt em rất thích dạy hát cho những ai đang hát siêu dở hoặc không có năng khiếu ca hát. Em đã từng dạy hát trực tiếp cho các anh chị ở độ tuổi trung niên, từ khoảng 40 đến 69 tuổi, họ vẫn đang học hát trực tiếp với em. Em nhận ra một điều, trước đây các anh chị ấy luôn chần chừ việc có nên đi học hát hay không, vì thấy ngại, sợ bạn bè con cháu cười và không tin là mình có thể hát hay lên được. Thậm chí còn sợ không có ông thầy dạy hát nào trị nổi bệnh hát dở của mình. Tuổi này hát hỏi gì nữa. Nhưng với em và các học trò trung niên của em đều đồng ý là tuổi này là tuổi tuyệt vời nhất để học hát. Vì anh chị ấy hội đủ nhiều điều kiện lắm, chứ không phải mỗi chuyện là thích hát hò. 2, 3. Tuổi này mình có thời gian sống cho bản thân mình hơn, nghĩ đến cho mình những niềm vui giao lưu ca hát với bạn bè. Họ hát mà mình không hát sao chọn cuộc vui. Học hát còn là cách giúp vận động hơi thở, khiến cho trí não tươi vui, linh hoạt. Đó là cảm nhận từ các anh chị đã từng học với em. Họ nói được sống từ bên trong, trí nhớ tốt hơn cho việc cố nhớ lời bài hát, ngủ ngon hơn do được la to mỗi khi hát, tăng cảm giác hạnh phúc khi được hát và được nhảy đầm với hội quý ông quý bà. Nếu anh chị muốn thử cảm giác học hát nó ra làm sao và muốn xem thầy Lương Bằng Quang là em nè, có cách nào đơn giản để hướng dẫn anh chị hát được không, thì khóa học hát online mới nhất của em sẽ là câu trả lời cụ thể nhất. Với 29 bài giảng video, em sẽ chỉ anh chị luyện tập hát ngay tại phòng ngủ và ngay trên điện thoại của anh chị. Anh chị có thể bí mật luyện hát rồi nha, và kết quả thì anh chị sẽ thấy ngay sau 5 tuần. Ở tuổi này, thay vì than thở về cuộc sống, con cháu hoặc những cơn nhức mỏi, chi bằng hãy khơi gợi sự ham thích ca hát để chúng ta được sống từ bên trong. Em là Lương Bằng Quang, người đi tìm những giải pháp thực tế nhất cho việc học hát và giúp anh chị vui vẻ hơn.